Ba giá trị sánh ngang, quý nhân phù trợ. Tuổi trung niên sở hữu. Mến chào các khán thính giả của kênh Đạo Đời. Thưa quý vị, chúng ta thường dành toàn bộ tuổi trẻ của mình để bận rộn với sự nghiệp, để những mối lo cơm áo gạo tiền cuốn mình đi. Mãi cho đến khi đã bước qua tuổi trung niên, sự nghiệp và kinh tế dần đi vào quỹ đạo ổn định, mới là lúc ta bước chân chậm lại một chút để nhìn ngắm và chiêm nghiệm về những giá trị thực sự quan trọng của cuộc đời. Xã hội có thể đem đến cho chúng ta rất nhiều các mối quan hệ, từ xã giao công việc tới bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, càng có tuổi ta càng nhận ra rằng mình không cần quá nhiều mối quan hệ. Kết sao đến vậy? Có những người, những mối quan hệ ngay gần bên cạnh, ta không cần mất quá nhiều sự đánh đổi để có được, nhưng lại cho ta giá trị lớn nhất về cả tài vật và đời sống tinh thần. Chẳng khác nào gặp được quý nhân trong đời. Cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay, đó là những ai và họ mang đến điều gì cho cuộc sống tuổi trung niên, quý vị nhé. 1. Điều tốt nhất để dựa vào chính là bản thân. Thật ra, quý nhân lớn nhất trong cuộc đời chúng ta chính là bản thân chúng ta. Vì dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người sẽ chảy. Dựa sông, nước sẽ chảy đi. Cuộc sống này, dù sớm hay muộn, thì cuối cùng bạn cũng sẽ ngộ ra một điều rằng con đường đi chỉ có bạn tự đi một mình, không ai có thể đồng hành mãi mãi. Vậy nên, thay vì dựa vào người khác, hãy dựa vào chính bản thân. Việc mình có thể tự làm thì đừng nhờ vả người khác. Có vậy, bạn mới có thể giống như cây cổ thụ, luôn trụ vững giữa đời dù cuộc sống có giông tố ra sao. Có dựa vào bản thân và tự tin hơn thì bạn mới không bị coi thường và sẽ giúp cuộc sống sau này của bạn ổn định hơn. Nếu cứ dựa dẫm vào người khác, luôn mong người khác giúp đỡ, giải quyết những rắc rối, thì bạn đã thực sự là người thua cuộc. Bạn đã thua trên đường đua để tới các đích mà mình muốn. Đừng quên, cuộc sống mà phụ thuộc, dù có êm đềm và đủ đầy, thì vẫn luôn tiềm ẩn những sóng gió khó lường. Một nhà văn nổi tiếng từng nói, cuộc sống luôn làm chúng ta bị thương khắp người, nhưng đến cuối cùng, những chỗ bị thương đó chắc chắn sẽ trở thành chỗ mạnh nhất của chúng ta. Bạn hãy thử nhìn lại chính mình mà xem. Trên người bạn có bao nhiêu vết thương? Vết thương ở ngoài da thì có thể nhìn thấy được và không còn cảm giác đau nữa. Nhưng còn vết thương sâu thẳm nơi tâm hồn thì sao? Chúng còn đau không? Cuộc sống không dễ dàng khi bạn quay đầu nhìn lại. Trên con đường mà bạn đã đi qua, toàn những kỷ niệm, vui có, buồn cũng có. Điều quan trọng là bạn phải học cách biết ơn và trân trọng thành tựu của chính mình. Con người bước qua tuổi 50 thì đều đã là người đã sống nửa đời người rồi. Những năm qua, những thứ mà bạn mang đến cho chính mình thật sự là quá nhiều. Những cái khổ mà bạn phải chịu cũng không ít chút nào. Từ nay về sau, nên yêu thương bản thân mình thật tốt. Chú ý điều chỉnh tâm thái, trân trọng cơ thể. Ngày tháng sau này, đừng thức đêm tăng ca nữa, đừng tức giận nữa, học cách kiểm soát tham vọng trong lòng, sống thật khỏe mạnh, như vậy là có phước rồi. 2. Người bạn đồng hành tốt nhất chính là bạn đời. Người bạn đời mới là người ở bên cạnh bạn lâu nhất và đồng hành chính là lời tỏ tình dài nhất của tình yêu. Con người bước qua tuổi 50, chớp mắt đã đến cái tuổi nghỉ hưu. Bạn phải hết sức trân trọng duyên phận vợ chồng. Nếu như trong lúc này mà ly hôn, phần lớn đều không tốt. Những ngày tháng sau này, cô độc một mình, biết tìm ai để chia sẻ, than thở kể khổ. Nếu như bị bệnh, ai sẽ chăm sóc bạn? Bạn phải biết ơn người bạn đời của mình đã cùng bạn bước qua thời gian thanh xuân tươi đẹp, cùng bạn trải qua những năm tháng khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp. Cho dù đối phương hay cằn nhằn và có nhiều tật xấu, nhưng chính những điều đó mới là tình cảm chân thật. Đó mới là điều để tình yêu luôn bền chặt. Sau này, bạn sẽ phát hiện cha mẹ sẽ đi trước một bước,
con cái thành gia lập nghiệp, bạn bè, thân ai nấy đều có gia đình của mình, không thể thường xuyên ở bên cạnh bạn. Chỉ có người bạn đời mới là người đi cùng bạn đến già. 3. Phước hạnh lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là con cái. Con cái chính là quý nhân của bạn, luôn luôn là như vậy. Nếu muốn đời đời hưng vượng, chỉ có con cái càng ngày càng tốt thì gia đình của bạn mới càng lúc càng thịnh vượng. Có những gia đình vì có một đứa con phá phách, kết quả gia cảnh suy tàn, khiến người ta không khỏi xót xa. Trong quá trình trưởng thành của con cái, chúng không chỉ cần có sự dạy bảo của bạn, mà chúng cũng mang đến rất nhiều hy vọng cho bạn, vì chúng cũng đang dạy bạn những điều mới. Từ con cái, bạn sẽ phát hiện ra sự thay đổi của thời đại và cũng phát hiện ra sự thành công và thất bại của mình. Khi con người bước đến tuổi 50, cái khổ lớn nhất không phải là không kiếm được tiền, mà là không có một gia đình hoàn chỉnh. Nếu như con cái của bạn biết điều, biết chăm ngoan nỗ lực, thì dù bạn có mệt mỏi, có khổ sở ra sao, cũng cảm thấy xứng đáng và cũng có lòng tin để tiếp tục phấn đấu. Thăng trầm lên xuống mới là cuộc đời. Tuy nhiên, cho dù là ở dưới đáy vực hay là trên đỉnh cao, chỉ cần trong lòng có hy vọng thì bản thân sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Bạn kiếm tiền không biết mệt mỏi, cắn răng chịu đựng để thay đổi cuộc sống, không phải là vì để con cái được sống tốt hơn hay sao? Quý vị thân mến, thời gian trôi nhanh, chẳng điều gì níu giữ được. Chớp mắt, ta đã qua sườn dốc bên kia của đời người. Ở thời điểm này, xin quý vị nhớ cho, giữ gìn ba giá trị vàng, đó là bản thân mình, người bạn đời của mình và con cái của mình. Giá trị lớn lao nhất cần được nâng niu, chẳng phải thứ hào nhoáng xa xỉ nào, mà chính là những điều gần gũi nhất ta sở hữu, và đôi khi tuổi trẻ ta vô tình lãng quên. Giờ khi bước sang độ tuổi trung niên, chưa bao giờ là quá muộn để biết trân quý. Suy cho cùng, đó mới là những bản thể làm nên cuộc sống bình yên, hài hòa khi về già, chẳng lo giông bão, mà phúc báo cũng tự tìm tới.